Có nhiều anh em thắc mắc và cũng như là hỏi một cái câu giống nhau, có rất là nhiều người hỏi mọi người ha. Thì thằng Chí nó bán toàn là cá chuẩn không à, vậy thì còn mấy con cá lõi mà thu khách về á nó làm gì? Đây nè mọi người, đây nguyên một phòng luôn, ba mươi mấy con đó. Thì hôm nay em sẽ làm một cái clip để xả mọi người ha. Đương nhiên là mình giao lưu lại, mình giao lưu với khách, mình thu lại mấy con cá mà nó bị lỗi, nó bị không đẹp, hay là nó người ta muốn nâng đời lên, dù nó không lỗi gì hết thì ta muốn nâng cấp lên cái dòng cao hơn, thì bên em sẽ gom về, bên mình có giao lưu mà mọi người ha. Đó thì gom về tập hợp lại nhiều nhiều nhiều, bên em sẽ làm một cái clip để xả cho mọi người chúng ta ha. Thì mấy con cá xả thì lúa nó rất là mềm ha, thì trong cái clip này nó sẽ có rất là nhiều, từ hai bách nè, Malagon nè, 24K 24K 49, mà có cả full helmet luôn, đầu vàng luôn. Thì cái phòng này nó có rất là nhiều, ba mấy con. Thì hôm nay em sẽ làm một cái clip để xả hết cái dàn bên trên, nó khoảng tầm mười mấy hai chục con á, cho mọi người chúng ta ha. Thì bây giờ mọi người chúng ta cùng xem anh em nào thấy con cá nào phù hợp thì anh em giá lộ cho em nha. Còn anh em nào mà thích nâng cấp thì cái cá này mà anh em mà đang có con cá, những con cá mà nó thấp cấp hơn hoặc là nó không có đẹp, những con nào mà đẹp anh em thích anh em vẫn giao lưu tiếp nha mọi người ha. Rồi ok, bây giờ em sẽ quay từng con cho mọi người chúng ta cùng xem. Đó rồi, thì đây là em đầu tiên. Em này là một bé hai bách nha mọi người nha. Đó, đây là một bé hai bách nè. Bé này thì nó khoảng nằm 50 cm. Đó, em này là xả 3.9 thôi nha mọi người nha. 3.9. Đó, 3.9. Này là ô số 1 nha mọi người. Mã clip này là mã clip là 241, tức là ngày 24 tây tháng 11 ha. Đó, con này thì rất là đẹp luôn. Đầu muỗng, đuôi to càng dài. Nhưng mà có một cái là chủ cũ là nuôi nó bị nhảy lên, nó bị cục hai cái râu một xíu nha, nó còn chân râu mọi người nha, còn chân râu. Thì em này xả là 3.9 đó, ô số 1 mọi người ha. Rồi tiếp theo thì là ô số 2. Ô số 2 này là một bé là 24K 4 số 9 mọi người nha. Đó thì em này thì mắt môi rất đẹp nè, đó mọi người thấy không, màu rất là vàng đó. Thì em này là xả 6.5, là cũng là 52 cm, tầm 52 cm mọi người nha, chai đuôi đầy đủ hết, mắt mo là sắc rạc luôn. Đó thì xả là 6.5 cho anh em mình, 5.2 ha. Rồi kế bên đây thì một bé này là size rất là khủng luôn nha mọi người nha. Thật sự mà cái dòng bối mà con cá mà size trên 60 thì thật sự nó rất là hiếm ha mọi người ha. Con này thì 60 lấy lên nha mọi người nha, 60 ăn lên luôn. Đó thì chai đuôi nó là như thế này, chai đuôi nó là kín hết luôn. Và vậy nó leo lưng nè mọi người ha. Đó, leo lưng rất đẹp luôn. Size khủng nhưng mắt mo nó rất là kích. Đó, em này là 14.5 mọi người nha, 14.5 là 24K 49, size 60, 60 cộng đó mọi người ha. Đó, 60 cộng nha. Đó, rất là đẹp nha. Bối mà đạt cái size này thì thật sự rất là hiếm luôn ha mọi người ha. Đó, rồi tiếp theo trong clip này thì đây là em ô số 4 mọi người nha. Ô số 4 thì bé này là một bé 24K. Em này thì xả 2.9. Đó, mềm chưa anh em? Để em sẽ nói cái lý do tại sao mà nó là 2.9 nha. Thì tất cả cá bên em lên thì con nào bị cái gì em đều nói hết nha mọi người ha. Để chúng ta nắm hết thông tin của em cá để mà mình có một cái sự chọn lựa chính xác, để tránh là mình giấu đi những cái lỗi con cá ha. Con này mọi người chúng ta thấy rất đẹp ha. 24K nhưng mà nó bị một tay bơ của nó bị mất nè, bẩm sinh nè mọi người nha, một tay bơ bị mất ha. Thì con này thích hợp cho anh em là chúng ta nuôi cộng đồng. Đó thì ít có ai để ý. Đó, cái thứ hai nữa là anh em có thể nuôi đẻ ha. Con này là đã 3 tuổi rưỡi 4 tuổi rồi, là tới cái tuổi sinh sản rồi. Đây là một bé cá cái nha, 24K. Em này 2.9, ô số 4 mọi người nha, size 50. Đó, đầu mũ mắt mo chuẩn chỉ hết, ok hết nha. Đó rồi tiếp theo thì đây là một bé 24K 4 số 9 mọi người nha, 24K 4 số 9. Em này là ô số 5, con này là xả 6.8 mọi người nha, chai đuôi là full kính đó nè. Con này động dạng là bối cổ, anh em thấy không, cái vảy của nó lên rất là chất luôn. Đó, màu rất là chất ha. Đó là ô số 5, 6.8 mọi người nha. Ô số 5 là 6.8 nè, chai đuôi full kính hết luôn nha. Đó, mắt mo thì cũng tương đối ha mọi người ha. Đó, mo thì nó hơi dày xíu do cá lớn, còn mắt thì em thấy ok. Đó, chai đuôi là kính mít luôn. Đó, ô số 5 6.8 nha. Rồi tiếp theo đây là ô số 6 nha mọi người nha. Ô số 6 này là một bé hai bách ha. Con này thì cực kỳ vàng luôn, hai bách nhưng mà nó rất là vàng. Thì con này càng dài đuôi to ha. Ô số 6 em này là 4.5 thôi mọi người nha. Nếu mà tính ra đó, anh em nào mà chúng ta muốn chơi cộng đồng á, lấy chín con này thì nó chỉ cần
để coi 9 lần 4 36 trong tầm 40 củ ấy. Đó, rất là mềm, 40 bốn mấy củ là đã có 9 con rồi anh em chơi ha. Củ lông mà rất là rẻ luôn mà size to nữa. Đặc biệt là mùa Tết anh em dinh chân những con cá màu vàng như này rất là đẹp ha. Này độ số 6 nha mọi người nha, hai bách là 4.5 ha. Đó. Rồi bên đây là ô số 7 mọi người nha. Ô số 7 là 24K 4 số 9. Đó, con này là 50 xăng. 50 xăng mắt môi rất là đẹp nè. Con này lồng vảy có màu tím luôn. Anh em thích là nuôi tím thì anh em bỏ vào phông xanh phông đen, nó sẽ ánh cái lồng vảy màu tím lên rất đẹp ha. Em này xả 6.8. À, đuôi càng rất là đẹp, màu vàng, lên vàng ok hết rồi. Đó. Anh em ha, râu ria rồi mắt môi đầu tương đối ok hết. Cá lớn thì nó như vậy là đẹp rồi anh em ha. Ô số 7 24K49 6.8 mọi người nha. Rồi tiếp theo là ô số 8 mọi người. Ô số 8 này là một bé 24K 49. À 24K. Em này là một bé tím nha mà, lu bay nha. Đó em này là em xả còn 4.5. 4.5 mọi người nha. Đây em nói nè, màu vàng lên rất là đậm, viền vảy rất là đậm so với cái lồng vảy thì màu tím nha mọi người nha. Đó, cái size này thì cái gì là nó đậm rồi. Đó anh em ha, em này thì cái size nó khoảng tầm 32 xăng. À, ô số 8 là 24K tím nha, 24K blue bay đó. Đó là 4.5 ha. Rồi bên đây là ô số 9 mọi người nha. Ô số 9 này thì 24K 49 tím. Mà con này tím cực kỳ đậm luôn anh em ơi. Đó bây giờ em sẽ nó cho nó quay nè. Đó, tím cực đậm nha, dù đang ở phông trắng nha vẫn tím đậm nha. Những con này thì trong clip này em bao mọi người chúng ta chơi phông đen. Đó, chơi thiệt phông đen luôn nha. Cá to cứng như này này bao chơi phông đen. Em này 5.5, ô số 9 mọi người nha. Đó, em sẽ quay nhanh nhanh tại vì còn rất là nhiều cá phía sau. Đó, clip trên TikTok thì nó có 10 phút thôi. Rồi bên đây là ô số 10, 24K 4 số 9. Em này là 7.5 size 50, vàng cực kỳ đẹp luôn. 7.5 mọi người nha. Đó. Đây là một cái dòng những con cá bối cổ nè, cái dòng dinh của nó dinh bối cổ nó rất, cái vảy nó lên rất là đẹp ha, và bảng nó rất là cao anh em thấy không. Đó, con này là chai đuôi là kính mít hết luôn anh em ha. Thì đây là ô số 10 là 7.5 mọi người nha. Đó, 7.5. rồi tiếp theo bên đây là ô số 11. Ô số 11 này thì là một bé 24K 49. Con này nó vàng luôn, hầu vàng luôn, bụng rất là đẹp luôn. Đó, em này là xả còn 6.5 mọi người nha, xả còn 6.5 ha. Đó, 6.5 này, chai đuôi là full kính mít luôn nha, vàng khè luôn. Đuôi to càng dài, mắt thì rất là sát nè, mắt sát rạc hai bên luôn anh em ha. Đó, bên đây là tiếp tục là một bé nè, con này là đã nuôi cộng đồng nè. Anh em nuôi cộng đồng nó bị te tua nè, con này là 24K blue bay nha anh em ha. Con này là xả còn 2.9 nha. À, đầu muỗng luôn anh em ơi. Đó. Đuôi rách anh em về tự dưỡng nha. Đó, em xả. Đó. Rồi. Ô 12 ha. Rồi đây là ô số 13. Ô số 13 này là một bé là coi như là Malagon. Đó, 50 xăng. Malagon tím luôn anh em ha. Đó, lồng vảy nó có màu tím nè. Con này nở hậu, bảng cao, mắt môi chuẩn chỉ nè anh em. 5.5 nha, ô số 13. Đó. Ô số 13 nha. Malagon. Đó, mã clip là 241 và có giao lưu có góp cho anh em mình luôn. Anh em mình thích góp thì em cứ góp nha. Rồi có nâng cấp thì anh chơi luôn. Rồi tiếp theo là ô số 14 nha. Bé này là bé đầu vàng. Em này là 6.5. Đầu vàng này đang 6.5 mọi người nha. Đầu vàng rất là đẹp, vàng đậm luôn. Size của nó là 33 xăng tầm đó anh em ha. Thì em này 6.5, ô số 14, vàng cực kỳ đẹp luôn. Đó, con này là size này mà vàng cỡ này thì lớn lên cũng khiếp luôn anh em ha. 6.5 đầu vàng, ô số 14. Ok mọi người nha. Rồi thì đây là ô số 15. Là một bé Malagon tiếp theo. Đó, Malagon nhưng mà vàng như bối luôn anh em ha. Thì bản chất những con này là những con mà bối, mà phẩm chất nó không có được cao, chai đuôi nó không có, nhưng mà vảy nó là vẫn là vảy bối nha. Anh em nào chơi cá chuyên nghiệp thì anh em nhìn cái vảy này biết là vảy bối rồi, không phải vảy hai bách nha. Vảy hai bách nó khác hoàn toàn luôn. Đó, thì mình vẫn là Malagon thôi anh em ha. 4.9, ô số 15 mọi người nha. Đó, ô số 15 4.9 ha. Đó, rất là vàng, rất đẹp. Cá thì ăn uống rất là khỏe, mắt mo ok anh em ha. Rồi đây là con ô số 16, là con cuối cùng trong clip này. Con này là một bé full Hermes luôn anh em ơi. Full Hermes luôn. Nè em quay cho anh em mình xem cái lưng cái đầu này ha. Đó thì em này chỉ là 10.9 thôi. Là size 40. Con này là khoảng 47, 48 xăng gì đó. Đó, chai đuôi là kính mít rồi, đương nhiên rồi. Đó, anh em thấy không? 10.9 là anh em có một bé full Hermes size to. 10 củ 9 thôi anh em ơi. Rồi đây là con cuối cùng trong clip này. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem clip tới đây ha. Rồi, ok, bye bye.